Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 7, theo nguồn tin của BLO, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Minh Phúc, tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc, 40 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Theo đó, vào năm 2021, bà Lê THT, ngụ huyện Hóc Môn, có mua một thửa đất 420,3m2 nằm trong thửa đất số 26, tờ bản đồ số 15, diện tích 892,9m2, số C0940650, tại địa chỉ xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Còn ông NVT và bà NTCN làm chủ với giá là 2,4 tỷ nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được. Vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, bà LTHT thông qua LVV, 33 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, giới thiệu và quen biết ông Phúc để nhờ làm thủ tục tách thửa đất đai thành hai thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng thì ông Phúc đồng ý. Mặc dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất, nhưng do có quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả bằng cách giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác, nên ông Phúc đồng ý nhưng làm thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của bà HT. Ông thỏa thuận với các nạn nhân làm thủ tục tách thửa đất với chi phí là 135 triệu đồng, nhận trước là 70 triệu đồng. Sau đó, ông Phúc thuê hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên ứng dụng mạng xã hội. Sau đó đưa cho bà HT một giấy, còn một giấy chứng nhận giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà HT thì Phúc cất vào két sắt để đợi khi nào nạn nhân đưa hết số tiền 65 triệu còn lại mới đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thứ hai. Sau khi hành vi bị phát hiện, ông Phúc trốn sang Thái Lan. Ngay sau khi Phúc vừa về Việt Nam, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi đã triệu tập Phúc để làm việc. Sau nhiều lần quanh co thì ông khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khám xét khẩn cấp tại nhà của Phúc và thu giữ một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của bà HT. Từ năm 2000 đến năm 2010, Nguyễn Minh Phúc đã tu học tại chùa Hằng Pháp, huyện Hóc Môn và chỉ mới làm lễ quy y, chưa xuất gia. Năm 2010, ông Phúc về lại địa phương tự lập chùa Ngộ Chân Tử để sinh hoạt tôn giáo trái phép và bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo biển hiệu không được sinh hoạt tôn giáo trái phép. Sau đó ông này tiếp tục lập 6 công ty để ngụy trang, lợi dụng danh nghĩa chùa để vận động, quyên góp gây quỹ không đúng mục đích. Tuy nhiên, tất cả các công ty đều không có hoạt động sản xuất, kinh doanh và bị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi tất cả các giấy phép. Năm 2019, công an kiểm tra phát hiện nơi ông Phúc có treo huân chương lao động và các bằng khen, ba con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài. Qua xác minh, những bằng khen này đều là giả. Đáng chú ý, với danh tự xưng là Thích Tâm Phúc bắt đầu nổi lên vào khoảng tháng 4 năm 2022. Ông Phúc gây chú ý vì mặc trang phục cử nhân, cầm bằng tốt nghiệp của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Qua xác minh thì ông này đến chúc mừng một sinh viên trong trường rồi thuê đồ của người chụp ảnh dạo bên ngoài để chụp ảnh. Đến tháng 7 năm 2023, thông tin lan truyền trên báo chí và mạng xã hội về việc ông Phúc mặc áo nhà sư vào một quán nhậu để dự sinh nhật đệ tử. Sau thời gian làm mưa làm gió trên mạng với những clip phản cảm, những phát ngôn gây sốc, giả bằng cấp cùng các giấy tờ khen thưởng cấp nhà nước, mới đây, Đại Đức tự phong Thích Tâm Phúc, tên thật là Nguyễn Minh Phúc, 40 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh đã bị công an huyện Củ Chi khởi tố, bắt giam sau khi lừa một người phụ nữ có tên viết tắt là bà LTHT, 50 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, hàng chục triệu đồng trong việc nhận tách thửa đất. Theo tìm hiểu, ông Phúc không phải ai xa lạ mà là một người rất nổi tiếng trên mạng xã hội, tự xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc, được rất đông các YouTuber quay các đoạn clip với nội dung như ông này mặc áo nhà sư, nói năng với các từ ngữ thiếu văn hóa, gây sốc và ăn thịt chó, bún đậu, vịt quay, trứng lộn, v.v. Các clip được chia sẻ rộng rãi trên nhiều trang mạng xã hội trong và ngoài nước, thu hút lượt xem khủng cùng nhiều phản ứng trái chiều của người dân. Trên mạng, ông Phúc cũng xưng là trụ trì chùa Hoằng Pháp Trung ương ở Củ Chi. Gần đây, ông này nổi danh với tên thầy chùa ăn thịt chó. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định, từ năm 2000 đến 2010, ông Phúc này tu học tại chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn và chỉ mới làm lễ quy y, chưa xuất gia. Năm 2010, ông Phúc về lại địa phương, tự lập chùa Ngô Chân Tử,
để sinh hoạt tôn giáo trái phép và bị cơ quan chức năng yêu cầu tháo biển hiệu không được sinh hoạt tôn giáo trái phép. Sau đó, ông này tiếp tục lập 6 công ty để ngụy trang, lợi dụng danh nghĩa chùa để vận động quyên góp gây quỹ không đúng mục đích. Tuy nhiên, tất cả các công ty đều không hoạt động sản xuất kinh doanh và bị Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi tất cả các giấy phép. Năm 2019, công an kiểm tra phát hiện nơi ông Phúc ở có treo huân chương lao động và các bằng khen, 3 con dấu có hình chùa cổ và tiếng nước ngoài. Xác minh cho thấy, các hình thức khen thưởng cấp nhà nước cho tập thể và cá nhân ông Nguyễn Minh Phúc như 5 huân chương lao động, 2 bằng khen không có trong danh sách khen thưởng lưu trữ tại ban thi đua khen thưởng. Các trường hợp khen thưởng không có tên ông Phúc. Các giấy tờ như huân chương, bằng khen đều được xác định là giả và ông Phúc dùng để tự xưng là tu sĩ. Làm việc với công an, ông Phúc cho rằng mình được người khác tặng và treo trong nhà. Công an huyện Củ Chi đã thu hồi và xử lý vi phạm hành chính với ông Phúc. Nơi ở của ông Phúc ở ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung cũng là nhà dùng để ở, không phải cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở tôn giáo nào, gọi là chùa Hoằng Pháp Trung ương. Đến tháng 4 năm 2022, ông Phúc lại gây chú ý vì mặc trang phục cử nhân cầm bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đại diện Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định ông Phúc có đến chúc mừng một sinh viên của trường này trong ngày tốt nghiệp rồi thuê đồ của những người làm dịch vụ chụp ảnh dạo bên ngoài trường để chụp ảnh. Ông Phúc cũng chưa từng là người học của trường này. Lễ phục mà ông Phúc thuê cũng không phải là lễ phục của nhà trường. Tháng 7 năm 2023, trước thông tin lan truyền trên báo chí và mạng xã hội về việc ông Phúc mặc áo nhà sư vào một quán nhậu để dự sinh nhật đệ tử, công an quận Gò Vấp đã đưa ông Phúc và những người khác về trụ sở kiểm tra. Ông Phúc được xác định không sử dụng chất kích thích nên được cho về. Ngay sau đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Minh Châu đã giao cho công an thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Tôn giáo thành phố, Ủy ban Nhân dân huyện Củ Chi cùng các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật. Trong buổi họp báo định kỳ vào hồi tháng 8, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an thành phố, cũng đã thông tin kết quả xác minh xử lý đối với ông Nguyễn Minh Phúc trong vụ nhà sư vào quán nhậu. Ngoài ra, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi khẳng định đối tượng Nguyễn Minh Phúc là tu sĩ giả danh. Căn nhà số 174/13A ấp Láng Cát là nhà người này để ở, không phải là cơ sở thờ tự tôn giáo, không có cơ sở gọi là chùa Hoằng Pháp Trung ương. Thượng tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Nguyễn Minh Phúc từng đến chùa Hoằng Pháp xin được ở lại chùa cũng như xin chùa giúp đỡ việc ăn học vì hoàn cảnh gia đình của Phúc khó khăn. Với tinh thần từ bi của đạo Phật, chùa đã nhận chú Phúc vào chùa ăn học. Trong thời gian ở chùa Hoằng Pháp, Phúc có quy y Tam Bảo lấy pháp danh là Tịnh Phú. Thượng tọa Thích Chân Tính cho biết, sau 3 đến 4 năm chú Phúc trở về nhà. Nhà chùa cũng không biết chú Phúc làm gì. Một thời gian sau, chú Phúc có nói là thăm một số chùa ở nhiều nơi. Sau đó Phúc tự cạo đầu, tự mặc pháp phục của người xuất gia và tự đặt tên là Thích Tâm Phúc. Đồng thời chú Phúc còn tự nhận là trụ trì chùa Hoằng Pháp, tự in danh thiếp cho mình. Khi biết được sự việc, chùa Hoằng Pháp đã lên tiếng thì người này tỏ ra sự sám hối, đồng thời hứa sẽ không tái phạm. Tuy nhiên, sau khi đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam và cơ quan chức năng lên tiếng, người đàn ông này vẫn không dừng lại việc mặc đồ giống người tu sĩ đi tương tác với các YouTuber khác và tuyên truyền những thông tin sai lệch. Nhiều người cho rằng việc ông Phúc liên tục xuất hiện trên mạng xã hội và mặc đồ giống tu sĩ có thể gây ảnh hưởng, hiểu lầm đến hình ảnh của các tu sĩ, Phật tử chân chính. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.